Hello, how are you? Các bạn có khỏe không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp về giá trình tiếng Anh nhé Hôm nay sẽ làm bài à, thứ 9 Và hôm chúng ta sẽ học về cái từ mới Nói về thông tin cá nhân Câu hỏi để các bạn hỏi cho phần thông tin cá nhân Và cũng như là câu hỏi is, hello à, Chúng ta sẽ ôn lại ba cái phần này Thì đây là cái phần tiền đề để cho các bạn có thể à, Sau này tự giới thiệu bản thân của mình bằng tiếng Anh à, Với một người khác Đây là cái bài đầu tiên để sau này có cái vốn từ Câu từ để có thể nói được và giới thiệu được bản thân mình cho một người khác thì trong cái bài số 9 này phần đầu tiên ta sẽ học với nhau là phần thông tin cá nhân thì thông tin của một người luôn luôn bao gồm thứ nhất là địa chỉ đúng không địa chỉ trong tiếng anh nó là address 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 trong âm thứ hai nhé âm ơ và âm e ngắn address tiếp theo là à, địa chỉ thì các bạn ở làng ở xã hay ở quận huyện thành phố đúng không thì à, à, nếu bạn ở thành phố thì cái đường phố của các bạn gọi là street À uh, là cái phố của bạn, cái đường của bạn ấy. Ví dụ đường Trần Nguyên Hãn thì là uh, Trần Nguyên Hãn street đúng Sở là đường phố. Sở uh, Tiếp theo là cái làng xã uh, làng xã là uh, village. 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 Trọng âm thứ nhất nha hai âm y ngắn à uh, village. Tiếp theo là district là quận huyện. Uh, district là hai âm y ngắn. Trọng âm thứ nhất uh, quận hay là huyện đúng không? Uh, district. District. Đấy. tiếp theo là số điện thoại đúng không số điện thoại thì chúng ta biết cái từ phone từ phone là điện thoại phone uh, ta đọc âm này âm ơ, u ta đọc là phone phone không phải là phone nhưng là chúng ta đọc uh, tiếng việt nam uh, mà là phone phone đấy uh, thì là điện thoại và số điện thoại thì là uh, phone number chúng ta đã học cái từ số là number ở buổi trước đúng không thì phone number thì là số điện thoại phone number phone number phone number nha yeah rất dễ mà những cái từ này các bạn <laughs> từ phone từ phone năm vào đấy có nghĩa là các bạn đã gặp nhiều trong cuộc sống rồi tiếp theo là có từ ô ô là già hay là cũ và từ này nó nói về cái tuổi tác cái tuổi tác thì không tuổi thì không là dừng lại không tuổi thì không là dừng lại nó là tuổi hay là già hay là cũ ô à, old là, ờ, <laughs> tuổi là già là cũ một cái tính từ thì các bạn sẽ thấy cái từ thứ hai là từ age từ a này cũng có nghĩa là tuổi nhé từ A này cũng nghĩa là tuổi và từ A này là một danh từ tuổi à, danh từ tuổi, à, danh, từ tuổi. À, danh từ tuổi nhưng mà cái từ O nó là tính từ tuổi các bạn nhớ nhá O là tính từ tuổi còn age là danh từ tuổi nhá yeah. tiếp theo là businessman businessman là nhà kinh doanh nhà thương gia à, thế này từ này đã ôn lại đúng không từ này đã được học cái bài trước rồi à, businessman tiếp theo là từ Shop assistant là nhân viên bán hàng. Shop assistant từ này cũng học buổi trước rồi, đúng không? Mà shop là cái cửa hàng. Assistant là một cái người đứng ở cái lễ tân đúng không? Là cái người phụ trách cái cửa hàng đấy thì gọi là shop assistant nó sẽ thành nhân viên bán hàng. Shop assistant, shop assistant. Thế tiếp theo là người ta sẽ có từ town. Town là thành phố hay thị trấn thị xã. Đúng không Town, town thành phố thị trấn thị xã. Thì tiếp theo nó có từ city. City là thành phố lớn. À, các thành phố bao trùm cái tao à, nó lớn hơn cái tao, cái tao là một thành phố nhưng mà nó có thành phố trong cái thành phố, à, thành phố thu nhỏ trong cái thành phố. À, city là thành phố lớn hơn. À, city là thành phố lớn hơn. Ví dụ như, như Hải Phòng thì không bao giờ gọi thành phố Hải Phòng là là là, là Hải Phòng tao mà phải gọi Hải Phòng là city đúng không? À, Hải Phòng city, à, Hải Phòng city bởi vì Hải Phòng là thành phố lớn. À, Hải Phòng city. Và nói về đất nước, một quốc gia thì nó có từ country. Country con chữ âm á nhé con chị, con chữ đó đất nước đó những từ này nó khá là dễ có cái gì mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể tra từ điển nhé nó rất là dễ thôi nó sẽ cùng nhau luyện đọc lại từ này nhất là address address tiếp theo là street street vinh vinh district District four.

country, city, town, shop assistant, business, name, age, old, for lumber for, district, village, village, street, address, address. rồi đó là cái từ mới của chúng ta. các bạn ghi chép vào luyện đọc nó nhé. Thì chúng uh, ta sẽ sử dụng nó trong những cái uh, câu uh, hỏi ví dụ ở đây. Thì cái phần này nó sẽ là câu hỏi ngắn, những câu hỏi ngắn này các bạn sẽ thường gặp trong cuộc sống. Đã, câu hỏi mà người ta sẽ uh, hỏi bạn để tra vấn về cái thông tin cá nhân của bạn, tra vấn cái thông tin cá nhân của bạn thì cái thông tin đầu tiên người ta sẽ thường hỏi bạn đó là tên đúng không? Tên là điều quan trọng nhất của một con người. Đấy, như what's your name? Nó hỏi tên của ấy là gì? What's your name? thì trả lời là Her name Her name is Hằng đúng không? Her name is Hằng hoặc là she is Hằng. À, she cũng được mà, herlim cũng được. Rồi ok nhá, thì chúng ta sẽ có câu tiếp theo là chúng ta ở đâu đúng không? Uh, where is she? Uh, where is she? Cô ấy ở đâu? Uh, she is in a city. Uh, she in a city. Uh, she... Cô ấy ở trong thành phố. Uh, she in a city là cô ấy ở trong một thành phố. Về cái địa <laughs> tiếp theo sẽ hỏi về cái địa chỉ cụ thể, à, địa chỉ cụ thể nhá. Địa chỉ cụ thể thì ở đây là what? What's the address? what's the address thì uh, thường thường thì tiếng Việt ta ta hỏi em ở đâu, em ở đâu thì uh, người ta cũng chỉ trả lời là cái thành phố uh, hoặc là đến cái uh, huyện là cùng đúng không? Huyện là cái xã là cùng đúng không? Nhưng mà để hỏi về cái địa chỉ cụ thể, địa số nhà bao nhiêu, đường phố nào đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi là What her address. Address là địa chỉ đúng không? Địa chỉ là gì đúng không? What what's the address thì uh, cái câu trả lời của địa chỉ là sẽ trả lời là her address is đúng không? Her address is her address is uh, number 8 uh, Lê Lai district. Her address is number 8 Lê Lai district. Đó, uh, đây là district là à uh, phố Lê Lai đúng không? District là con phố Lê Lai. Uh, district con phố Lê Lai. Rồi chúng ta sẽ hỏi về số điện thoại của cô ấy đúng không? Số điện thoại chúng ta hỏi là what's your phone number? Uh, what's your phone number? Chúng Ta uh, xin số điện thoại của bạn gái cũng vậy đúng không? Chúng Ta thường hỏi là Ồ, oh, what's your phone number? Số điện thoại cuối là gì mà không biết không? Thì ta đọc một cái dãy số đúng không? À, từ, à, số 0 ta đọc là O, đúng không? <laughs> số 9 đọc là 9, à, 7, uh, 7, 7, 8, 3, 1, 5, 7, 6, đúng không? Đấy là số, đây là cái số mà mà chúng ta đọc thôi, chúng ta chỉ đọc số thôi, rất dễ đơn giản. Rồi chúng ta hỏi tuổi đúng không? Câu hỏi tuổi thì how old is she? How old is she? Chúng ta chỉ thường biết là how are you? How are you là bạn có khỏe không hay bạn như thế nào? Từ how nó thường nói về từ khỏe hoặc nói về cái tình trạng như thế nào đúng không? Nhưng mà từ how mà đi với một cái số... À, nhưng mà cái từ how mà đi với một cái tính từ chỉ số lượng Thì từ how nó sẽ hỏi về số lượng Các bạn nhớ này, từ how đi với một tính từ chỉ số lượng Thì từ how sẽ hỏi về số lượng Các bạn nhớ như vậy nhé à, Đi với một từ mà cái tính chất là tính từ hoặc là thì nó sẽ mang cái nghĩa là hỏi bao nhiêu số lượng hỏi số lượng nhé hỏi số lượng thì là how old is she how old là bao nhiêu tuổi nhé các bạn nhớ how old là bao nhiêu tuổi how old là bao nhiêu tuổi chứ không phải là hỏi tuổi như thế nào mà là hỏi bao nhiêu tuổi à, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi thì trả lời là 22 mươi hai twenty she is 22 đấy tiếp theo nào ta sẽ có what's your job what's your job cái nghề của cô ấy là gì uh, what's your job Uh, Ngày hồi cô ấy là shop assistant uh, She is a shop assistant She is a shop assistant Đúng không? Uh, She is a shop assistant Đó, là câu trả lời đầy đủ của chúng ta Tiếp theo là Is she a doctor? Uh, is she a doctor là cô ấy có phải bác sĩ không? Thì no, she isn't uh, Không và trả lời là she isn't Thì cái phần bên trên là các bạn rất là dễ uh, Các bạn chỉ hỏi và trả lời uh, Những gì người ta hỏi, nó rất là dễ, nó không có gì khó cả uh, where is she thì chúng ta trả lời là she is, đúng không what her name người ta à, người ta hỏi what her name hỏi her name thì các bạn trả lời là her name hỏi her address các bạn trả lời her address is đúng không her address is hỏi her phone number các bạn trả lời her phone number is đúng không hỏi how old is she thì các bạn trả lời she is uh, 20 years old đúng không he is 20 years old uh, thì uh, <laughs> hỏi nghề nghiệp thì hỏi her job, thì người ta trả lời her, her job, her job is, đúng không. hỏi cái gì các bạn trả lời đúng cái đấy, đúng không trả lời her job is, đó, tương tự như vậy. chỉ có cái how old, thì người ta trả lời là 20 years old, rồi 20 years old, rồi ec, ta trả lời là ce, đúng không. hỏi ec, ta trả lời là ce, và 20 years old. thì đó là những cái câu trả lời, là đầy đủ. còn nếu có, còn nếu các bạn trả lời ngắn thì các bạn cứ trả lời ngắn như thế này cũng là đúng, nhưng mà nó không được lịch sự. Đấy, các bạn nhớ là người ta hỏi her rose thì các bạn trả lời her rose is đúng không? Her phone number trả lời her phone number is. Đó mới đọc cái dãy số. Đấy. Họ họ is she, how old is she? thì trả lời she is đấy, 22 years old. Đấy. Thì nó đầy đủ và thì nó lịch sự cái cho cái, cái câu trả lời các bạn. Hỏi her job thì các bạn trả lời her job is đúng không? Đấy thì nó lịch sự hơn. Còn cái câu cuối cùng là cái câu Uh, hỏi ngắn là một câu hỏi ngắn à, câu này chỉ cần các bạn trả lời Yes or is uh, yes no uh, chỉ, uh, trả lời có hoặc không Yes là có no là không thì ở đây trả lời là no she isn't uh, so no she isn't uh, câu hỏi chúng ta là is she thì trả lời là she isn't uh, hoặc là she is uh, is she hoặc là no she isn't uh, và chúng ta sẽ học cái phần này trong cái bài này là chủ yếu thì cái phần này uh, ta sẽ hỏi <laughs> ở đây sẽ có một cái ở đây sẽ có một cái số câu hỏi ngắn này để, để uh, phân tích cho các bạn hiểu thì trong cái phần này đấy nó có là uh, is for uh, Is his phone number. Yeah. Is, uh, is his phone number và họ đọc trong cái sĩ số xong là e she uh, e doctor uh, cô ấy có phải bác sĩ không? Uh, uh, is his phone number có nghĩa là uh, đây có phải số điện thoại anh hay không đúng không? Uh, a from the United States họ có phải là đến từ Mỹ hay không? Uh, am I 29, tôi có phải là 29 tuổi hay không? Uh, are you Police officer, uh, tôi có phải là một công an hay không? Bạn có phải là một công an hay không? Đấy. Thì ở đây ta sẽ có một số câu hỏi này. Thì Lộc uh, muốn uh, ôn lại cho các bạn cái bài trước nữa một tí. Đó là các bạn biết rằng là khi chúng ta hỏi một câu hỏi đúng không? thì là một câu hỏi or no so chúng ta học về cái thể nghi vấn trong cái bài trước đấy. Thì cái phần câu hỏi thì người ta chỉ cần đưa cái to be nên là trước chủ ngữ các bạn nhớ không nhỉ? đưa to be nên, to, nên là trước chủ ngữ ta có am um, is và ta có em y và a, đúng không em is và a. thì em đi với ai à, a à đi với you a à đi với dây đúng không à, và a à đi với we đúng không à, đi, you cho và we còn is thì đi với he she và it đúng không thì she và it thì ta có cái bài hôm nay đấy nó là họ à, ôn lại cái bài này hôm nay đấy đó là ta chỉ cần đảo cái to be lên để hỏi thôi ở đây ta đã hỏi cho ngôi you và ngôi his Uh, ngôi his là ngôi anh ấy, của anh ấy. Và ngôi uh, she, ngôi she. Thì ở đây, và ngôi dây nữa. Ở đây có uh, is his phone number. Uh, is his phone number. His phone là một người đàn ông. Uh, số điện của một người đàn ông thì chúng ta dùng is để hỏi là đúng rồi. Is his phone number. Thì uh, chúng ta chỉ cần trả lời yes or no. Uh, nếu chúng ta trả lời yes hoặc no không ấy, thì cái câu trả lời nó không được lịch sự lắm. Thì để cho lịch sự, chúng ta phải trả lời uh, yes, uh, he, he thì cái phần này các bạn sẽ trả lời là is yes, uh, he is is uh, yes, he hoặc no uh, he isn't uh, hoặc là no he is not uh, cũng được hỏi C thì các bạn trả lời là C hỏi dây các bạn trả lời là dây hỏi you các bạn trả lời là Ờ, hỏi yêu thì các bạn phải chờ này là ai em đúng không? hỏi bạn mà hỏi bạn người ta hỏi bạn người ta sẽ dùng you để hỏi bạn hỏi chính bạn nhưng mà ta sẽ hỏi you để hỏi vì người ta đang nói bạn thì người ta sẽ dùng you để hỏi bạn nhưng các bạn phải trả lời khi trả lời là hỏi là ai bởi vì các bạn xưng ai với người ta đúng không? người ta xưng yêu cho bạn nhưng mà bạn lại xưng ai với người ta các bạn nhớ như vậy còn khi các bạn hỏi người khác thì các bạn không hỏi you với người khác nhưng người khác sẽ trả lời bằng ai cho bạn thì người ta là... à, các bạn hiểu chưa nhỉ? bởi vì người ta là ngôi <laughs> bởi vì người ta là ngôi ai đúng không? bản thân người ta là ngôi ai tôi là ngôi ai đúng không? tôi mà À, thì như vậy có một số cái vấn đề như này đó là cái uh, his phone các bạn trả lời his phone là của anh ấy à, của anh ấy thì các bạn không trả lời là yes his phone is à, các bạn thường thì người ta không trả lời là yes his phone is à, trả lời như vậy thì nó đúng và đúng thường là đúng hơn à, đúng và thường là đúng hơn nhưng mà để trả lời nhanh người ta vẫn trả lời là yes his à, thực ra thì hỏi cái gì thì chúng ta lên trả lời cái đó à, Yes, his phone e là đúng ơn à, hỏi his phone mà thì ta phải nói là Yes, his phone e hoặc là no his phone isn't à, là, no, his phone isn't hoặc là, no his phone uh, is not à, ví dụ như vậy các à, bạn nhớ chưa à, is she a doctor, à, is, she a doctor? À, is she a doctor thì cô ấy có phải là một bác sĩ không thì các bạn trả lời là yes she is hoặc no she isn't vì hỏi she thì trả lời là she is uh, she isn't là nó đúng rồi nhưng mà hỏi uh, của thì các bạn trả lời của chung quy là hỏi cái gì các bạn phải trả lời cái đấy thì nó đúng hơn, đúng nghĩa nhất đấy. Còn các bạn trả lời uh, he, his, uh, các bạn trả lời he cũng được Dùng cái đại từ chung để chỉ cho cái riêng nó cũng không sai nhưng mà nó không được đúng chuẩn lắm Nhưng người ta sẽ hiểu thôi Và câu tiếp theo là aj from the United States Thì hỏi aj thì các bạn trả lời là JR là đúng rồi hoặc là JR Đúng không? hoặc là low the dân yes dây hoặc là low the dân tương tự như vậy à có am I thì trả lời là yes i am đúng không à, are you thì cũng đang trả lời là yes i am hoặc là lâu I'm not à, no I'm not hoặc là low i am not đấy à, chúng ta nhớ như vậy nhá và cái nặng nhằng nhất là a và you đấy các bạn mới học là hay bị lẫn thôi nhớ a và you các bạn có nhớ là tôi là ai đúng không bạn là you tôi là ai bạn là you thì khi mà người ta hỏi mình là you thì mình không trả lời là you mà mình trả lời tôi trả lời là ai nhá yeah. còn khi người ta hỏi người khác hỏi người khác hỏi đối tượng khác hỏi một cái gì đó khác thì cũng đang trả lời à theo cái họ hỏi thôi hỏi dây thì trả lời dây hỏi C hỏi trả lời C, hỏi his phone trả lời his phone đó thì cái câu hỏi ngắn là như vậy và có một cái trường hợp nữa là à, ví dụ như người ta sẽ không hỏi là is his phone number mà người ta hỏi là isn't Uh, isn't là not Isn't là not, isn't là isn't, isn't, isn't his phone number. cái câu, cái câu uh, is his phone number họ là số điện thoại của anh ấy có phải là đúng không? Số điện thoại có dịch có nghĩa là như vậy. Dịch là số điện thoại của anh ấy có phải là. Nhưng mà nếu như hỏi là isn't not, isn't <laughs> nếu như hỏi là is not hoặc là isn't his phone number thì có nghĩa là số điện thoại của anh ấy không phải là đọc, đọc đọc này có phải không? thường thì câu trả lời thường thì câu hỏi không phải tức là câu hỏi is not câu hỏi isn't được đảo lên trước chủ ngữ tức là đảo cả đảo cả cái từ not với to be not với cái to be lên trước uh, isn't hoặc là isn't nên trước để hỏi là để hỏi không phải thay vì hỏi có phải à, có phải số điện thoại của anh ấy là nhưng bây giờ tôi hỏi là không phải đúng không? Số điện thoại của anh ấy không phải là đấy. Chưa hỏi số điện thoại của anh ấy có phải là bây giờ tôi hỏi là số điện thoại của anh ấy không phải là khi tôi đảo y uh, khi tôi thay cái y thành y not, ý not. <laughs> khi thay cái y thành isn hay là y thì nó là như vậy thì uh, chung quy này cái loại câu hỏi đảo đây này thường cũng khá là ít dùng thôi không dùng nhiều nhưng mà uh, câu trả lời thì uh, các bạn trả lời cũng giống nhau trả lời ESC, hoặc NUI cũng được. Còn trả lời các bạn phải hiểu người ta đang hỏi cái gì, người ta đang hỏi cái gì đấy. Các bạn phải dịch được cái câu đấy ra. Người ta đang hỏi cái gì? Người ta hỏi ETC Doctor uh, cô ấy không phải là một bác sĩ phải không? Các bạn phải trả lời là uh, các bạn hiểu là à, người ta đang hỏi là cô ấy không phải là một bác sĩ. Chúng ta phải trả lời ESC hoặc NUI là là đúng hay là không. Đấy. Thì cái vấn đề nó chỉ có như vậy thôi. Thì mình tin là các bạn hiểu được cái này thì các bạn khi chép những cái này vào vở thì các bạn cố gắng dịch nghĩa nó ra thì các bạn mới học ấy thì các bạn nên dịch những cái từ này ra các bạn nhớ là dịch nó ra nhé is yes là có No là không he is hay là he is hay là cái đuôi đằng sau nó chỉ là cái lịch sự thôi nó chỉ là cần lịch sự thôi cho nó cái câu văn nó lịch sự hơn còn nhớ như vậy và với những cái từ hôm nay các bạn học các bạn ghép nó vào với nhau Bây giờ các bạn sẽ hỏi là uh, what her uh, what her street what her street đấy, and, uh, you what her Venice, uh, what her district uh, what her phone number đấy, hay là how old is she, đúng không how old uh, <laughs> how old are họ bao nhiêu tuổi cũng được hoặc là um, <laughs> hoặc là, <laughs> hoặc, là <laughs> hoặc là EC EC shop assistant để tương tự như vậy để áp dụng cái bài lần trước để hỏi mà các bạn nhớ là hỏi cái gì thì trả lời cái đấy nhá thì các bạn nhớ là câu hỏi uh, của tobi à, câu hỏi của tobi thì các bạn trả lời đúng theo cái kiểu tobi là yes or no, no mà thôi đấy thì các bạn cố gắng dịch nghĩa nó ra nhá dịch nghĩa nó ra là các bạn sẽ hiểu thôi nhưng cái này nó không có gì là quá khó đâu nó rất là đơn giản mà uh, các bạn nên dựa theo cái phần câu hỏi uh, what's her name này cô ấy tên gì này này ấy ở đâu này để các bạn À, áp dụng hỏi những người xung quanh, hỏi những người lên cân bạn, à, các bạn nên à, làm lại một cái y như thế này nữa nhưng mà hỏi một người thực tế, à, các bạn mang những câu hỏi này là những câu hỏi về thông tin cá nhân ấy. các bạn hỏi cho một người thực tế, hỏi cho một người thực tế nhé. Những câu hỏi trong cái phần à, bài câu hỏi ngắn này, các bạn nhớ chưa? Để hỏi một người thực tế để điều tra về thông tin cá nhân, Đấy, tương tự như vậy thì à, cái bài này nó mang đến cho bạn cái từ mới mà đến cho bạn à, cái ôn tập về các câu hỏi và hỏi về cái thông tin cá nhân, đấy thì các bạn nhớ trả lời uh, và nhớ đúng là hỏi cái gì trả lời cái đấy, hỏi what where when hỏi how thì trả lời đúng what where when how uh, ở đâu cái gì làm gì là phải trả lời đúng, hỏi is uh, yes allou hỏi uh, hỏi bằng to be thì cần trả lời is yes allou thôi trả lời đúng là được à, uh, Cái bài này nó đơn giản như vậy thì mình <laughs> thì mình sẽ kết thúc cái bài này ở đây và các bạn có cái phần gì để hỏi các bạn cần vì không hiểu thì các bạn có thể à, xem lại các bài trước hoặc là nhắn tin cho Lộc nhé. thì cái bài sau là sẽ thì cái bài sau chúng ta sẽ đến với một cái đoạn văn ngắn à, và à, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những kiến thức đã học và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong à, bài tiếp theo nhé. Chúc các bạn học tiếng thật tiến giỏi.